Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Em sẽ quay một cái video về đồ khô mọi người nhé. Minh mạng thang này. Thang minh mạng này là 250 nhé mọi người nhé. Hộp giấy thì sẽ là 300. Đẳng sâm. Đẳng sâm khô. Sâm khô là 350 nha mọi người nhé. Mộc cẩu khô 150. Rocket 150. Tính tỉnh. Đấy, cái minh mạng cái hộp bìa như này là 300 mọi người. Lấm sừng hươu 300. Trà sơn mật là 150. Trị xương khớp 150.000 một túi một cân. Sâm cao khô 150.000 một cân. Chuối hột 150.000 một cân. Chuối quả này là 100.000 một cân. Chè đắng Cao Bằng 330.000 một cân. Rất nhiều loại đồ khô nhé. Mọi người cần cái gì thì mua em. Chè dây 150.000. Chè sơn mật 1 cân đấy. Rất là nhiều. Rất là đẹp luôn. Nước đắng. Nước đắng thái sẵn rồi là 250 nhé mọi người. Còn nguyên quả là 350. Xin 150. Mối tình khô 100. Mối tình khô hàng toàn dễ hết. Cái giỏ hàng của em thì nó đang tạm dừng đến ngày 26 tháng 5 nhé mọi người nhé. Hiện tại là mọi người liên hệ trực tiếp giúp em. Tháng mèo 70.000. 3 kích khô 600 một cân. Hắc kỳ tử 300. Rất nhiều loại nhé, em không thể quay hết từng loại được cho mọi người. Mọi người cứ tham khảo. Cần cái gì thì liên hệ luôn. Nhục thông dung 650.000 một cân nhé mọi người. Hàng nguyên cây khô đấy. Quả ốc chó 150. Tỏi đen. Nụ hoa tâm thất. Loại này là 850. Loại này 800. Quả la hán 300. Ngọc nhĩ nấm hương. Ba kích bao sẵn như này rồi mà. Rất là tím. Bao sẵn này 250 cho mọi người nhé. Chưa bóc như này là 200 này. 190. Rừng đen 150. Thủ ô 150. Cốt thoái bổ 60.000. Tắc kè đá 65.000. Nếu cần cái gì thì cứ liên hệ giúp em nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người có những hai ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cái thất diệp sô này là 800.000 một cân nhé mọi người nhé. Củ to củ nhỏ.